Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng, còn giá dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 390 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 516 đồng một lít, dầu diesel giảm 11 đồng một lít, dầu hỏa giảm 198 đồng một lít, dầu ma rút giảm 270 đồng một kg. Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.878 đồng một lít, xăng RON 95 không cao hơn 22.015 đồng một lít. Dầu diesel không cao hơn 17.943 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 17.771 đồng một lít, dầu ma rút không cao hơn 14.883 đồng một kg.